Nhìn đẹp ghê luôn nè. Xin chào buổi sáng sớm mọi người nha. Hiện tại bây giờ là khoảng hơn 6 giờ sáng ở phường 7 mọi người. Mình đang có mặt ở địa chỉ là 385 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha. Thì rất là sớm ngày hôm nay để chia sẻ cho anh chị các bạn đây là món ăn sáng mọi người. Phía sau lưng mình nè. Đó. Cái món ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người là xôi khúc mọi người. Xôi khúc cô Hoa Hà Nội nha. Cô mở ra rất là thơm luôn. Mọi người thấy xôi khúc nè, rất là nhanh gọn luôn ha. Và đặc biệt á, là cô nấu ở trong một cái này mình gọi là cái lu. Còn cô theo Hà Nội cô gọi là cái chõ mọi người. Đó. Thơm mùi lá dứa luôn. Thấy xanh xanh không? Để cho anh chị các bạn mình hiểu rõ hơn về cái xoài khúc này á, thì nó đơn giản vậy nhưng mà cái quá trình chuẩn bị, quá trình chế biến á, thì mình thấy khá là công phu mọi người ạ. Mình mời anh chị các bạn mình cùng xem một vài hình ảnh quá trình chuẩn bị ban đầu để cô Hoa làm cái món xoài khúc này nha, và như thế nào nha. Hiện tại rồi, bây giờ là mình có mặt buổi trưa trước một ngày ở nhà cô Hoa mọi người ơi, xem cô Hoa đang làm công đoạn gì. Xoài khúc cô Hoa, cái này mình đang làm công đoạn gì ở cô Hoa? Đây cô đang làm là giai đoạn là xay nhá, cô cho lá khúc vào rồi. À dạ, lá khúc. Lá khúc xay rồi, đây. Cái lá khúc này là nó bằng đông lạnh, yeah. Nó xay sẵn ra rồi, yeah. Cô xay từ ở ngoài Bắc chuyển vào đây để trong đông lạnh, yeah. Đấy, mỗi một lần xay thì là ví dụ như tương đây, yeah. Nó phải bằng cả một cái rổ to. À. Tại vì lá này là cơ ngoài miền Bắc ha, mình chỉ vô đây. Cái này nó chỉ là ngoài Bắc mới có thôi, yeah. Nhưng mà cái Bắc của nó thì là nó lại là coi như là về đúng như là một mùa nó có thôi con ạ, yeah. Cái xôi khúc này thì nó chỉ có một bột lép. Bột nếp hả cô? Bột lép với lá khúc. À. Đấy thôi, yeah. Vậy là cô nãy là cô làm từ sớm ra ha. Một lớp nhưng mà cái lớp cái hoa vàng ấy con ngửi nó bốc lên có cái mùi rất thơm. Con ngửi được cái mùi thơm của cái lá. Cái lá nó rất dẻo. Thế cho cùng làm được ra cái khúc thì là cũng hơi cực ấy. Dạ. Cái nếp này là nhà mình tự xay hay là người ta xay cho mình? Xay lấy. Nhà mình tự xay luôn. Máy móc. Dạ. Con thấy nó dẻo ha. Nó dẻo. Đấy, nó dẻo như thế này. Là trong miền Nam sẽ không có lá khúc thì người ta mới gọi là xôi bánh khúc. À. Cái lá khúc này là cháu biết là không, nó từ ở cái ruộng lúa khi người ta gặt đi rồi thì nó trồi từ gốc vạ lên, à. Hoặc là ở những cái ruộng rau khoai, yeah. Nhưng mà nó phải có một cái mưa phùn, có một cái gió rét thì yeah. Nó mới ra được cái lá khúc này. Như cái lá vậy khúc là mùa, này mùa đông mới có phải không? Chỉ có mùa đông mới có, nó chỉ có một mùa thôi. Một wow. Mùa về là cái tháng riêng này, yeah. Là cái tháng 12 này người ta gặt xong rồi đấy. Dạ, còn những cái mùa khác không có thì mình làm không, sao không, cô? Không có. Tức là mình phải thu hoạch xong mình phải để trong đông lạnh. À, mình dự trữ ha. Mình phải dự trữ. Dạ, đấy rồi. Là đúng là cái nghề xôi là bao giờ cũng phải thế. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cái lá khúc này của nó là như này, cái nếp thì nó là nóng đúng không cháu? Dạ. Nhưng cái lá khúc của nó là nó tản nhiệt. Dạ. Ví dụ như trường hợp mà những người mà người ta bị nhiệt ấy, dạ. Thì người ta ra người ta cứ hái cái lá khúc không ấy, người ta nhai không ăn được. À. Nó hay ha. Ừ. Người ta thì nó mới báo hòa vào mới lại cái này thì nó không nóng. Yeah. Cô Hoa là cô ở Hà Nội luôn hả cô? Cô là người Hải Phòng. Hải Phòng. Mẹ cô là người Hà Nội. Dạ. Yeah. Nha. Dạ. Giờ nhà cô đây giới thiệu. Là nhân đậu xanh này. Nhân đậu xanh. Đây. Đậu xanh là mình có thấy trong đây mình có nguyên liệu gì hả cô ha? Cái này của nó là nó có hành. Hành. Mới lại đậu xanh mình thấu vào với nhau. Dạ. Yeah. Nhá. Rồi. Đây. Cái này là cô mới làm ha. Đây cô, cái là cô vừa làm xong này. Dạ. Cái này là cô phải làm từ trưa. Dạ. Đấy. Cái này là bắt đầu cô viên nhá. Cái nhân trong này là cái gì cô, có dĩa này là trong cái nào? Gì cô? Cái này. Cái đĩa này nó chỉ có tiêu. Tiêu. Tiêu bắc này. Dạ. Với lại coi như cô xào lên này. Cô xào nó lên nhá. Dạ. Xong rồi cô cho tiêu vào. Dạ. Cái này thịt ba rọi. Thịt ba rọi hả cô? À. Thịt ba rọi này. Thì là mình nó đã xào. Nhiều mỡ nhá, cháu nhá. Cái này là cô xào hồi nào? Cô xào lúc trưa. À, mình xào xong mình để trong lạnh hả cô? Đúng rồi, là phải để ở trong lạnh. Dạ. Đấy. Cái bây giờ mình làm cái mình lấy ra.
đấy, mình làm để ra nha. Là cái thịt ba gọi là bao giờ mình xào lên nhé, yeah. Xào lên xong mình cho tiêu vào, yeah. Thế xong bắt đầu mình cho đầy đủ coi như là tiêu này, yeah. Mới lại mình cho muối vào này, yeah. Để cho nó vừa, yeah. Đó biết chưa? Mình xào lên, mình đảo lên xong một cái là mình cho tiêu vào là mình phải bắc ra. Tiêu muối ha. À, tiêu muối. Đấy. Còn cái đậu xanh này là mình phải ngâm nó đi nhé, yeah. Cháu nhé. Cái đậu xanh này là mình phải ngâm này. Đó. Mình cái thịt ba rọi này. Hả? Yeah. Đây là cái thịt này, thịt ba rọi, cháu nhìn nó ngon chưa? Yeah. Đấy. Cái này là mình phải thịt ba rọi tươi ấy nhé cháu nhé. Yeah. Làm cái này là không được làm những hàng đông lạnh. Cái này là phải lấy coi như là những cái mối mà coi người ta quen biết với mình đấy. Yeah. Đấy. Xong nó đấy rồi xong mình làm cái này thì mình phải làm trước. Yeah. Cháu biết chưa? Thì mình để vào trong cái ngăn mát thì nó sẽ không bị chảy. Yeah. Khi mình làm nó không khó. Yeah. Mình để vào thì tự nó cấu kết vào với nhau. Yeah. Thế. Thế còn cái đậu này cũng thế, mình cũng phải làm trước này, yeah. Thế thì nó sẽ không nóng, mà nếu mà nó mà nóng, cháu làm nóng ngay nhá, yeah. Thì nói thật với cháu để nó sẽ bị hư. À, là mình để trong ngăn lạnh cũng có mục đích hết ha. Đấy, để trong ngăn lạnh. Qua wow, từng vị như thế này. Cái ba rọi là người ta giao cho mình miếng to về mình sắt hay là người ta sắt cho mình? Là ví dụ người ta giao cho mình miếng to, yeah. Về tự mình sắt ra, ví dụ như trường hợp 100 cái là được bao nhiêu cái này, yeah. Ví dụ như thế là đấy là do tay thái của mình, yeah. Đấy, mình phải tính toán. Cái thịt ba rọi nó ngon này, cho yeah. Nên là nó tươi, nó thơm, mình phải kém thịt. Cái yeah. thứ nhất là phải kém thịt này, thứ hai là cái đậu xanh này cháu này, yeah. Cái đậu xanh này là mình phải lấy cái đậu xanh của nó là từ cái dạng là bằng vỏ, cháu biết chưa? Nó có vỏ. Mình đãi đi, à. Mình đãi cái vỏ nó đi, cái đậu xanh á, yeah. Mình phải đãi cái vỏ đi, xong đâu đấy rồi bắt đầu mình mới lại cho vào mình đồ. Yeah. Mình ăn xong mình phải lót bằng lá chuối cô ha. Lót bằng cái lá chuối để cho nó sạch đi cháu. Dạ. Ừ. Mình phải lót bằng cái lá chuối nó không dính. Dạ. Nó, nếu mà xuống bơm không thì nó sẽ bị dính cháu. Còn thấy cô nắng vì nào đấy nó bằng nhau ha. Nó cho cùng là nó quen tay này, yeah. Nó có cái cứng ở đó rồi đó. Yeah. Nó cho cùng là cái viên nào nó như viên nào. Cái ngày bán xoài khúc của mình được lâu chưa cô? À, cái này hả? Yeah. Nếu như nói đến tới cái nghề xoài khúc này thì cái nghề của nhà cô từ thời bà Lụng cô. Rồi, bà Lụng cô bây giờ luôn. Từ thời bà Lụng cô này, yeah. Xong bắt đầu mới đến thời coi như là bố cô, mẹ cô làm cái nghề xoài khúc này. Yeah. Đến tới bây giờ là nhà cô là anh em nhà cô đều làm nghề xoài khúc. Yeah. Ừ. Cái nhà cô thì anh trai cô ấy là ngoài Hải Phòng là có cửa hàng, yeah. Nhà cô vừa xôi khúc lại vừa nghề giò chả bánh chưng, yeah. Là nghề của nhà cô đấy. Năm nay là coi như là nếu mà tính ra là coi như là 80 mấy năm rồi cháu, yeah. Từ thời bà Lộ năm mấy cô, yeah, mới luôn, cô nhớ là cái hồi cô còn bé ấy, năm 12 tuổi đã đứng coi như là xách bị với từng cái đồng xu bán cái xu này để, yeah. Xôi khúc ấy, tôi đi học cứ học chiều thì cứ sáng là phụ bà Lộ. Yeah. Vậy cô sẽ vào Sài Gòn nán được lâu chưa cô? Cô vào trong đây là cô bà vào trong đây là được 8 năm rồi. 8 năm. 8 năm, ừ. Nhưng mà cái thực tế ra là cô bán ở bên phố Mỹ Hưng. Yeah. Ừ. Cô bán ở bên phố Mỹ Hưng. Thế nhưng mà cô sang bên Nguyễn Thị Thập này cô bán là năm nay là được là 4 năm. Yeah. Cô tách ra còn chú vẫn bán ở bên đấy. Bây giờ chú vẫn bán ở chú phố Mỹ Hưng. Chú vẫn bán ở bên phố Mỹ Hưng đấy. Vậy là chú bán phố Mỹ Hưng còn cô bán ở đâu? Ở đây. Cũng này. Đấy, cô bán ở đây 385 Nguyễn Thị Thập và Lê Văn Lương ấy. Còn hai cô có một cái lù không biết cái lù đó lâu chưa cô ha? Cái lù đấy thì nó thật với cháu là từ bà Lộ cô. Từ thời bà nội luôn ha? Từ bà Lộ cô, yeah. là cô có 12 cái, yeah. 12 cái là 12 cái to, à. Thế còn lại cái nhỏ thì là có đến tới coi như là chục cái, yeah. Cái nhỏ nhỏ trong cái chỗ nhỏ ấy, yeah. Ừ. Thế là cô là cái to hay cái nhỏ? Cô có 3 cái, cô được 3 cái to, yeah. Bởi vì rằng là coi như là có một anh trai cô là coi như là bỏ nghề, yeah. Coi như là không làm thì cô được 3 cái. Thế còn lại coi như là nhỏ thì cô có 2 cái, 4 cái nhỏ, yeah. Nhỏ xíu nữa, nó có từng cái loại nhỏ nhỏ. Vậy là tính là gia đình cô là mấy anh chị em mà mình được có nghề bán nhà cô này là bây giờ là có tất cả là bây giờ là cô chỉ còn có 2 anh trai, yeah. Với lại coi như là một mình cô nữa là 3 người nối nghề thôi, à. Còn bác trưởng nhà cô là không nối nghề, yeah.
À, có mình cô vào Sài Gòn hả cô? Có mình cô vào trong đây thôi. Có một mình cô là đi xa thôi. Dạ. Còn lại là các anh trai cô là cũng là ngoài Bắc. Dạ. Nếu mà tính theo vị nguyên thủy của mình đó, nó có gì thay đổi so với Hà Nội không cô? Hay là mình vào đây mình có niêm nếm gì cho nó vừa với khẩu vị người Sài Gòn không? Không, cái này thì nói thật với cháu biết như này này. Dạ. Nói đến tới như ngày xưa. Dạ. Thì ngày xưa nó thật với cháu là các cụ này sẽ không bao giờ được ngon như bây giờ. À. Ngày xưa thì nó thật với cháu là chỉ được miếng mỡ thôi. Miếng mỡ gọi là một tí thôi. Yeah. Chứ còn không có thịt như bây giờ cháu ạ. Yeah. Thế là cái đậu xanh này nó cũng ít. Yeah. Thứ hai nữa là nó thật với cháu là làm nó sẽ không thể ngon được bằng như bây giờ bọn cô. Yeah. Bọn cô bây giờ là nó cho cùng là cải biên đi, bây giờ là người ta làm. Nó thật với cháu là bây giờ là người ta ăn ngon. Yeah. Đấy. Nó thực tế ra là ăn ngon mặc đẹp, ngày xưa là coi như là ăn no lấy mặc lấy ấm thôi. Yeah. Cái giờ mình bán như thế nào cô Hoa? Giờ bán ở ngoài giờ kia? Giờ bán ở ngoài kia là cô bán coi như là từ coi như là cứ 6 giờ kém 15 là cô ra bán. Dạ. Yeah. Ừ. Đấy. Mình có bán qua app gì không cô? Không. App giao hàng? Không. Không có luôn hả? Không bán ở các app hàng. Vậy là cô bán từ 6:15 tới mấy giờ cô? Cô bán đến tới coi như là 10 giờ cô phải. À, bán vài tiếng buổi sáng thôi. Vài tiếng buổi sáng thôi. Dạ. Để cô còn làm hàng. Dạ. Làm này chứ không ai làm cho. Đấy, cô nói cho con nghe là cô đi bán hàng rồi xong nhá. Dạ. Là 10 giờ là coi như là người ta mang mối, người ta lại mang thịt đến cho cô lại. Dạ. Mang thịt đến cho cô là bắt đầu là cô coi như là cho vào, xong bắt đầu cô trần qua nước sôi đi. Yeah. Cho nó sạch sẽ, xong bắt đầu cô mới cho ra, bắt đầu coi như là cô mới thái ra, cô mới xào. Yeah. Đấy, xào xong là bắt đầu là coi như là còn đỗ này là cô phải ngâm này. Yeah. Ngâm xong rồi em nó về nó đãi xong rồi là để cho nó ráo, bắt đầu mới đồ. Yeah. Đồ xong bắt đầu cho vào máy xay. Đấy, cái máy như kia đấy, cô cho vào thấu. Thấu lên thì là xong. Xong là cô coi như là cho vào ngăn mát, cô để đấy. Cô để đấy xong là coi như là giờ này là cô dạy cô làm. Yeah. Thì là ngày nào cũng cứ phải đến tới coi như là 1 giờ mấy thì bắt đầu mới được đi nghỉ một tí. Yeah. Đấy. Nghỉ đến tới tầm coi như là cứ 3 giờ kém là phải dậy phải làm. Thì mình làm tiếp ha. Đấy, làm tiếp. Yeah. Này. Cho đến tận là coi như là phải đến 6 giờ tối mới xong cái chỗ này đấy cháu ạ. Yeah. Đấy. Này lâu đó. Mấy trăm cái lâu đó. À, là mấy trăm cái rồi ha. Cứ làm như này là coi như là tầm 450 cái đấy. Dạ. Có hai cô chú làm cái khâu này thôi. Có hai cô chú làm thôi. Dạ. Mình thấy cái miếng thịt của mình nó nằm giữa hai cái lớp nhân. Đúng rồi, hai cái lớp nhân. À. Và đặc biệt là cái bột này nó không có dính với bao tay là cô, vô. Mình. Cô làm cái này là nó quen. Dạ. Chứ những cái người ta mới mà người ta không biết thì người ta lại kể cho như là ông cô ấy. Người ta lại phải coi như là cái này trong những ví dụ như trường hợp người ta phải làm như này đó, làm sẵn này nó mất công quá. Yeah. Nó như thế này. Yeah. Xong người ta lại phải đọc cái một lần như thế này. À. Đấy là những người ta chưa biết làm bao giờ. Yeah. Cháu biết chưa, đấy người ta không có cứ cứng. Yeah. Đấy người ta như thế này xong bắt đầu người ta mới cho vào. Như cô thì là cô quen tay rồi, là cô chỉ cần túm cái là cô đã như là cân rồi. Yeah. Người như là 11 cái luôn, mình cho vào luôn. Đấy. Hay ha. Thế là nghe là hơi đói một tí, yeah. Đặt thêm luôn cái này, thế là xong. Thì làm cái bánh này cái quan trọng nhất là cái nhân hay là cái thịt này cô? Nó cho cùng là tất cả ba cái đều cũng như nhau. À. Thứ nhất là cái nhân, là cái nhân đỗ, là nhân đậu này phải là thật là thơm và ngon, là do cái nhân này. Cái miếng thịt nó phải thật thơm và ngon. Yeah. Nhá, như thế này cũng giống như cái miếng ba gọi nó ngon như thế này. Yeah. Nó to và nó ngon, đúng không? Thế nhưng mà nó phải lửa bao giờ cũng chỉ là phải 2 phần mỡ, 1 phần lạc nó mới là ngon. Yeah. Chứ nếu mà lạc không rất là khô cháu ạ. Yeah. Đấy. Thế cho nên là đấy là cái thứ nhất là nó đều quan trọng cả. Yeah. Thứ hai nữa là cái bột này này cháu này, cái bột nếp này là mình phải làm bằng cái nếp tái hoa vàng được cả cháu nhỉ? Cái bao bao của nó đều nhé, nếp tái hoa vàng. Nó nhìn chưa? Yeah. Đấy. Nó phải là nếp cái hoa vàng của Bắc. Yeah. Đấy. Thế thì nó vào nó mới có cái độ dẻo và cái độ thơm. Còn nếu như cháu mà làm những cái nếp khác, nó thật với cháu biết là nó rời rung rỗng ra, nó thật với cháu là nó rời đến lúc mà
số mà làm lên thành cái khúc này nó cứ bị bể ra. Dạ. Đấy. Nó không liền mà. Đấy. Nó quan trọng nhất cái khâu xay bột này cũng thế này cháu này. Mình phải lâm có tiếng, xong bắt đầu mình phải xay. Xay xong rồi mình mới lại coi như là cái khâu nó phải cho vào coi như là cái bao ấy đó. Tức là cái bao vải trắng ấy. Xong bắt đầu mình mới đổ cả nước vào cái và mình mới nọc, mình mới lại để lên để cho nó dốc hết nước đi. Thế là mình coi như là để cái ép để cho nó khô thì nó ráo ráo, bắt đầu mình mới được cho vào coi như đấy này. Đấy. Làm cái này nó thật với cháu biết là nó phải là từ cái khâu xay. Khâu xay bột công ngâm đấy. Chứ nhưng mà nếu mà mình mà ngâm nó thật với cháu là quá tiếng nó sẽ bị chua bột. Dạ. Không được. Phải ngâm đúng thời gian. Phải ngâm đúng thời gian tính coi như là với cái thời tiết của nó. Cái đó phải kinh nghiệm mình lâu năm. Có kinh nghiệm cái kiểu như thuộc cái dạng trời nó nóng quá mà nếu mà mình mà ngâm nó nhiều tiếng quá là nó cũng sẽ bị chua lết chứ cháu. Dạ. Đấy. Làm cái này nó cũng không phải rằng là coi như là mình cứ cho vào là làm thế nào cũng là được thôi. Dạ. Đó, vậy là được một mâm rồi ha. Đó, khi sáng sớm mai cái mình nấu nữa là được. Cái này xong rồi sáng sớm mai bắt đầu là coi như là cho vào coi như là đồ thôi. Chà. Phải dính nè. Không dính luôn, không hay dính ha. Không dính nè. Không dính nè. Không dính nè. Không dính. Phải làm thêm mâm nữa. Một mâm này khoảng bao nhiêu cái cô? Một mâm này của nó là 240 đấy. 240. Cái này là 240 cái đấy. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn cô Hai nha. Rồi. Cái này mình đang làm công đoạn gì vậy cô? Đây, công đoạn bắt đầu là mình cho khúc vào xếp đây. À. Đấy. Mình xếp cái khúc này hả cô? Đấy, khúc này nha con nha. Dạ. Đầu cô xếp nè. Xếp làm sao mình phải có cục xe để hở như này nhé. Dạ. Đấy. À. Thì đây. Mình bẩn khúc nó mới được, không thì nó sẽ tự nhiên là bẻ khúc ra này. Dạ. Cái này hôm qua cô gọi là cái gì? Cái dưới con miền Tây cô gọi là cái lu. Cái này là cô gọi là chỗ. Cái chỗ. Rồi. Dạ. Chỗ. Ở dưới ngay chỗ này nó có cái lỗ hả cô? Ở dưới đít. Ở dưới đáy nó có cái lỗ. Dạ. Thì nó thông hơi ha. Nó ở dưới nó phải có cái lỗ lên thì nó cái hơi nó lên được. Dạ. Vừa thôi. Dạ. Cái gạo đây là con gì nhỉ? Cái gạo lấy phải hoa vàng ba đầu rồi. Nó cũng mọc tròn. Mình phải chén nó thì nó cái hạt gạo nó dẻo. Dạ. Cái lớp phải hoa vàng của ngoài Bắc thì bao giờ nó cũng phải. Còn thấy nó to tròn ha. Đấy, to tròn như thế. Mình phải dùng cái bàn tay mình xoa cho nó đều. Dạ. Đấy, đến cái chỗ này người ta phải. Đấy. Thì nó đều nè. Thì nó lắp hẳn luôn cái cái nó phải khúc. Lắp hết cái khúc. Dạ. Nếu như mà nó mà không lắp được cái khúc thì nếu mình xếp hàng trên là nó sẽ bị coi như là ấy nè. Nó hai cái nó sẽ dính vào nhau. Dạ. Mà mình lấy khúc ra thì mình bán thì nó sẽ bị bể nè. Đấy, con nhìn kia. Dạ. Một cái lùi mình ship được mấy hàng con, mấy lớp con? Cái này của nó là nó được coi như là 4 lớp tất cả. 4 lớp, dạ. Ờ, con thấy có làm 2 nồi vậy là mình 2 lùi hả con? Cô phải làm 2 nồi. Dạ. Một nồi bên chỗ chú thì chú bán ở ngoài kia thì ít thôi. Dạ. Nhưng chủ yếu là phải cho sôi sang bên đấy. À, rồi. Hai cô chú dậy sớm ha. Ngày nào cũng không. Cái bếp này mình phải có kỹ. Dạ. Có làm sao mà cái nước nó phải thật là trong. Đó. Mình do tới trong nước luôn. Nước phải là trong thì dạ. Mình mới được. Dạ. Chứ nếu như mà cái nước của nó mà nó không trong.
xong nó đục với chó ạ. Thì nó cho cùng là để nó sẽ bị nhanh hư. Thì người ta mua là người ta ăn đến tận chiều tối. Cái này thì để tận tối không sao cả. À giờ chú nhìn nhé, nó phải con khe hở. Thì là để mình lấy cào nếp cho khách. Một cái chõ vậy là mình hấp khoảng bao lâu thì chín con? Một cái chõ như thế này thì là mình hấp coi như là làm sao mà phải trong coi như là 25 phút. 25 phút từ tính từ cái lúc sôi lên thì dạ. Phải 25 phút thì nghe. Này mình kho để mình cảm nhận cái bàn tay của mình ha. Cái này là nó cảm nhận cái bàn tay của mình nè. Dạ. Chứ mình không ấy nè. Đấy, mình hút làm sao mà cái bàn tay của mình nó quen rồi. Dạ. Đều. Nó sang gặp làm sao cho nó thật là đều rồi. Đấy. Ủa một phần đó là mình bán một viên vậy hả cô? Đây có một phần là bán một viên. À. Một viên như là bán bao nhiêu tiền cô? Một viên này là cô cứ bán con một phần của nó thêm nếp vào đấy. Dạ. Thì là 15.000 một phần. À. Giá cũng hợp lý buổi sáng. Giá của cô là 6 năm nay rồi là dạ. Nó vẫn là giữ một cái giá này đấy. Trời, không lên luôn hả cô? Không, cô không lên. Dạ. Bởi vì nói thật với cháu đúng là sau cái mùa dịch ấy thì cái gì rơi lại khó lên nhưng mà nó chỉ lên một tí thôi. Dạ. Chứ cái xăng dầu nó có lên thì nói thật với cháu nó bán tới đây thì nó cũng chỉ tính với cái số lên không có cái bán rẻ đâu cho. Dạ. Mình bây giờ mình bán hàng mà mình lên của khách thì thực tế ra nó thật với cháu là cái xôi này là ít tiền nhất rồi. Dạ. Là người ta ăn là người ta cái tầm tiền là thế mà mình là lên của người ta nữa thì nói thật với cháu là nó cũng khó khăn ha. Người ta cũng khó khăn cho nên là mình bán hàng này là mình nói cho cùng là mình lấy công coi như là mình lấy nợ cho. Dạ. Đấy bao nhiêu như là coi như là cô mấy chú làm hết chứ nhà cô không phải đi mướn người. Dạ. Làm với cái tầm của mình thôi. Hôm qua là hai cô chú gói hết cái này là mấy giờ? Cô gói xong là hôm qua là 6 giờ mới xong à, đó. 6 giờ. 6 giờ là xong. Dạ. Hôm qua con quay cô một mâm thôi. À, cũng hơn nữa lâu rồi nè. Mình cứ gọi Lulu cũng ăn mọi người chứ cô gọi là cái chỏ. Lớp này là lớp cuối cùng rồi hả cô? Lớp cuối cùng nhé. Dạ. Có lá dứa dưới hả cô? Rồi, có lá dứa. Dạ, thơm ha. Mình quét cái gì vậy chú? Chú ấy cái bột này vào đây cho nó đỡ phì hơi. À, cho nó kín hơi. Ừ, dạ. Nó không được kín lắm. Dạ. Mình chán nó vào để cho nó đỡ phì. Dạ. Cái lớp bên này là gì cô? Cái lớp này là xôi đậu xanh đúng nhá. Dạ. Mình chọn mấy đầu xanh thôi. Nếp.
này có là mình đậy bằng cái khăn. Cái khăn này của mình là luôn luôn được giữ sạch, ngày nào có như là cũng giặt lũ cho sạch sẽ này. Dạ. Vậy là được chín rồi con ha. Mở lấy ra cho con xem nha. Dạ. Ừ. Ừ, nhìn đẹp ghê luôn nè. Dạ. Bây giờ là hơn 5 giờ rồi, chuẩn bị cô để ra ngoài chỗ bán mọi người. Đây, xíu cho cái lưu rồi đây. Con đang chuẩn bị nè, con lá dứa nè, thơm đi luôn. Wow. Nặng ghê luôn ha. À, giờ mình đẩy ra ngoài kia hả cô ha? Dạ. Ồ, cô có bánh này, bánh gì hả cô? Đó, bánh dày đây con, con vừa làm xong đó. Dạ. Đấy, bánh dày đậu đấy. Đây là cái giày đậu xanh. Dạ. Cái lù này là của chú của chả qua Phung Yên Hằng bán mà. Chú bán gần với bún bò Vĩ Dạ Sư ở bên Phung Yên Hằng. Wow, 5 giờ. 5 giờ mình thấy con hẻm này khá là nhộn nhịp luôn. Có mấy chú này uống cà phê này nè. Dạ. Yeah. 385 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha mọi người. Cô bán cái địa chỉ chỗ này. Rồi thấy bốc khói lên. Còn rất là tối luôn. Để mình mở đèn cho cô thấy được. Thấy được không cô? Đây, cô mở đèn cho cô ha. Trời khá tối luôn rồi. Một xíu khoảng 6 giờ mình quay lại. Dạ. Đây, con rọi đèn cho cô nè. Ồ, hộp đó bao nhiêu rồi cô? 10.000. 10.000 để âm lên luôn ha. Đối diện ghe sắt mọi người ơi. À, cô làm gọn quá ha. Tôi thấy cô làm gọn lắm mọi người ạ.
cô dịch vô bịch trứ về sợ xíu đó đâu ha. Thường là mấy giờ là cao điểm của mình cô? Tầm ví dụ như trường hợp cái ngày thứ bảy này nó hơi trễ một tí, nhưng mà dạ, cái ngày thường là cứ tầm từ 6:30 từ lúc cô ra đấy. À, dạ. Là từ 6 giờ trở ra là bắt đầu coi như cho đến tới tầm 7:30-8 giờ là đông khách. Dạ. Cái chỗ sau của cô lúc nào cũng bốc khói lên ha. Dạ. Tờ hủ tí xíu mình lấy ra nó dễ ha. Dạ. Một phần, hai phần. Dạ. Cô thấy cô làm nhanh quá ha. Dạ. Cái này người ta ăn quen nhưng mà sợ lên giá hả cô? Đúng rồi. Dạ. Vì... lại hỏi giá là. Một hộp xôi khúc Hà Nội mọi người 15.000. Đó. Cái thơm rất là nhiều hương vị á. Cái hành phi nè, thơm hành phi nè. À, mùi lá dứa nè. Đó. Thêm nếp nữa. Rồi việc ở dưới hộp á là mình thấy cô có cuốn một cái tờ lá chuối. Wow. Hay ghê luôn á. Rồi. Mình cho hành phi qua bên đi. Có mè nữa mọi người. Có một cái lớp mè ở phía trên đây nữa nè. Đây. Xôi khúc. Để mình thử cái nếp bên ngoài coi như thế nào. Sáng sớm ăn xôi. Xôi này lúc nào cũng giữ được độ nóng hết. Wow. Mình thấy cái hạt xôi nó không phải quá nhão mọi người ơi. Nó mềm. Cái hạt nếp này nè, mềm dẻo luôn. Không hơi bị nhão cũng hơi bị cứng nữa. Ở phía trên lớp xôi này nè, nó có một lớp mè hành phi, nhưng mà mình cảm nhận cái độ mặn mặn của muối này. Hạt xôi dẻo lên. Bây giờ mình sẽ sắn vào trong rồi. Wow. Đây. Cái này là sẽ đỏ thôi. Một lớp nếp bên ngoài. Bên trong đó là nhân. Lớp nhân đậu xanh ở phía trong rất là bùi. Và cái độ nóng của nó rất là nóng nha. Hay luôn á. Và đặc biệt là cái này nè. Đây. Cái miếng ba rọi ở phía trong, cái miếng ba rọi phía trong á thì nó kiểu như nó tan luôn mọi người. Cô hầm hấp mà kiểu nó tan luôn.
hay không? Ba rọi thì nó béo, người tan không gửi mình. Wow, sáng qua một bữa cho người xem. À, đây, vừa bóc bới lên. À, đây là cái miếng miếng ba rọi chính giữa này, miếng thịt, nhưng đồ xanh bùi. Mấy này mọi người thấy rõ hơn. Bóc bới lên mọi người. Béo bùi. Nóng rồi luôn. Vậy là trong ngày hôm nay thì mình cũng có mặt ở quận 7 để chia sẻ cho anh chị các bạn về món xôi khúc cô hoa. Anh chị các bạn mình thấy sao thì để lại phần bình bên dưới nha. Anh chị các bạn mình nếu mà có yêu thích cái món xôi khúc này thì có thể ghé và mình trải nghiệm thử. Cô chỉ bán vào buổi sáng thôi. Còn bây giờ tôi với ba bạn gặp lại vừa vào những video tiếp theo.